Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi làm một cái rất là đơn giản thôi để tặng quý vị và các bạn. Đó chính là nếu không có bản chính giấy chứng nhận kết hôn thì tìm ở đâu? Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì có một chị gọi cho tôi, chị bảo rằng là bên chồng em giữ hết toàn bộ giấy tờ rồi, thì bây giờ em không biết làm sao hết, mà bây giờ nó đánh quá chừng rồi, em cũng không biết làm sao. Thưa quý vị và các bạn, trong cái bộ hồ sơ để mà ly hôn thì chúng ta cần thứ nhất là bản chính giấy chứng nhận kết hôn, để cho tòa biết rằng được rằng chúng ta và cái người chồng của chúng ta đã kết hôn, hoặc người vợ của chúng ta đã được pháp luật công nhận. Việc này dễ thôi quý vị và các bạn. Nếu như trước đây chúng ta kết hôn ở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi một trong hai người có hộ khẩu thường trú. Bây giờ lấy ví dụ nha quý vị và các bạn, nếu như trong trường hợp tôi ở xã A, huyện Phú Giáo, tôi kết hôn với chồng tôi ở xã B của huyện Hóc Môn, thì khi ly hôn, cái nơi cư trú của bị đơn, ví dụ chồng tôi mặc dù đang có hộ khẩu ở Hóc Môn, tuy nhiên rằng là chồng tôi làm việc ở quận 10, thì tôi sẽ khởi kiện ở tòa án quận 10. Nếu trong trường hợp tôi cũng lấy một cái ví dụ đó nha quý vị và các bạn, nếu tôi chồng tôi cũng mà sinh sống và làm việc ở huyện Hóc Môn thì tôi sẽ nộp đơn ở tòa án huyện Hóc Môn. Có thể nơi cư trú và nơi thường trú là một, cũng có thể nơi cư trú và nơi thường trú là hai. Vấn đề đặt ra là cái hồi xưa đó tôi kết hôn á, thì tôi làm ở xã ở huyện Hóc Môn, thì chỉ cần là mình nhớ lại cái năm, ví dụ như là tôi kết hôn năm 2005 thì tôi sẽ lại cái xã mà tôi làm giấy chứng nhận kết hôn á, tôi trích lục và mình nói là mấy anh chị tư pháp vào đến cái bộ phận tư pháp các bạn nhé, bộ phận tư pháp hồi xưa tôi kết hôn với ông A vào năm đó, đây là cái thông tin của tôi, xin cho tôi được trích lục cái giấy chứng nhận kết hôn, trích sao, trong trường hợp này gọi là trích sao địa bộ giấy chứng nhận kết hôn. Giống như một số mấy anh chị ngoài Bắc thì thứ nhất là chúng ta kết hôn ở một xã X nào đó của huyện A ở ngoài Bắc, tuy nhiên là cả hai anh chị đều sinh sống và làm việc ở quận 3, vào quận 3 thì tòa án nơi bị đơn cư trú là anh chị và các bạn nếu có đem giấy chứng nhận kết hôn về thì nộp ở tòa án quận 3 nơi cả hai đang cư trú, bị đơn đang cư trú các bạn ạ. Và nếu có đem giấy chứng nhận kết hôn thì chúng ta sẽ chuẩn bị cùng trong một cái bộ hồ sơ giấy chứng nhận kết hôn để nộp ở tòa. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta không có đem cái giấy chứng nhận kết hôn thì chúng ta về cái xã ở ngoài Bắc, nhớ chỉ cần nhớ hai cái thông tin thôi, thông tin về nhân thân thì của chúng ta và của ông chồng và người vợ của chúng ta rồi, còn nếu như trong trường hợp cái thông tin về đăng ký kết hôn năm nào để cho anh chị tư pháp dễ dàng trích bộ. Nhưng bây giờ mình nói là tôi nhớ là tôi kết hôn năm 92, 93, 95 gì đó thì rõ ràng rất là khó cho các anh chị phải lục từng bộ của năm 92, bộ năm 93 và độ năm 94, 95. Tôi nghĩ rằng là không biết ở ngoài Bắc như thế nào, tuy nhiên ở miền Nam thì đã có một cái hệ thống rồi. Chỉ cần đánh cái thông tin về người vợ, thông tin về người chồng thì sẽ có được cái trích bộ, trích sao, trong trường hợp này trích sao hộ tịch giấy chứng nhận kết hôn. Thế nha bạn nha, nếu trong trường hợp chúng ta bị người chồng, người vợ, bên gia đình chồng, bên gia đình vợ cố tình giữ chặt lấy cái giấy chứng nhận kết hôn
không đồng ý cho chúng ta ly hôn, thì chúng ta hãy đến đến cái nơi mà chúng ta đăng ký kết hôn và chúng ta nói với họ về thời điểm chúng ta kết hôn, thì chúng ta sẽ được quý anh chị tư pháp trích sao, bản sao, và với cái bộ hồ sơ như vậy thì chúng ta có thể khởi kiện ở tòa. Thưa quý vị và các bạn, để nói thêm, vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ có cái gói hướng dẫn ly hôn cho quý vị và các bạn, đặc biệt rất là đơn giản, để quý vị và các bạn khỏi có phải cứ mỗi một ngày có thể là 5 đến 8 vụ điện thoại cho luật sư, em muốn ly hôn, bây giờ em phải chuẩn bị giấy tờ gì, chị ơi, bây giờ chồng em nó giữ giấy tờ thì phải như thế nào, chị ơi, ly hôn có mắc không? Thì thật sự là rất là khó. Và tôi cũng muốn mình phục vụ cho số đông trên một cái tinh thần là kiến thức ngày càng nâng cao hơn, chứ sẽ không có xoay quanh vấn đề ngày nào cũng nói về vấn đề ly hôn thì rất là buồn. Mà cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta mục đích là nâng cao cái kiến thức luật hình sự, dân sự cho quý vị và các bạn, nâng cao mang tính chất tuyên truyền để gia đình mình tự mình bảo vệ đến chính bản thân mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Qua cái video này thì tôi nghĩ rằng là tôi cố gắng sẽ tạo một cái gói sản phẩm số là hướng dẫn ly hôn để cho quý vị và các bạn khỏi phải điện thoại, chị ơi em ly hôn em chuẩn bị giấy tờ gì nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta.